những nghệ sĩ nửa mùa và những nỗi lo về những vấn đề vĩ mô ở Việt Nam. Vâng, xin vào phần thứ nhất là những nghệ sĩ nửa mùa. Có lẽ là cái nghệ sĩ ấm mơ, cái nghệ sĩ gà mờ, cái nghệ sĩ nửa mùa, tóm lại là không phải là cái nghệ sĩ đích thực. Mặc dù là họ được gán ghép, họ được tô vẽ, phải không? Được bả, được sơn phết bổ bả vào những cái danh hiệu nào thì nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Nhưng theo tôi, lâu lắm thì Việt Nam thì không có cái nghề nghệ sĩ đích thực. Về sau cái nghệ người nghệ sĩ có lẽ là đó, vâng, là cái người chuyên làm những cái việc về nghệ thuật, tóm lại là phải nó phải mang cái đẹp, cái chân, cái thiện, cái mỹ để phục vụ đời sống con người, để mô phỏng tả, để phản ánh. Như cuối cùng cái đích của tất cả các hoạt động của những người chân chính, sĩ nông công thương, đều phải nhằm là phục vụ con người, làm cho cuộc sống nó tốt hơn. Thì dường như là mấy chục nhiều chục năm qua thì Việt Nam không có cái đó các bạn xem. Nhưng bây giờ có lẽ là nếu mà cái nó thì nếu mà nói thì nó rộng lắm, nhưng nói vắn tắt các bạn, nhiều chục năm qua các bạn thấy có một cái bài hát nào mà đáng để vào đầu không? Có một cái tác phẩm văn học nào đáng để vào đầu? Có một cái vở kịch nào đáng để vào đầu không? Hay là nó toàn những cái dạng, nó là những cái gọi là những cái cũng được gọi với những cái tên, nó kêu nào để đứa con tinh thần, nào thì tác phẩm A, tác phẩm B, nhưng tóm lại không có cái gì để vào đầu. Và nó phảng phất một cái mùi của một cái, không phải là phảng phất đâu, nó sặc mùi mùi su ấy, mà đó là cái trong đó cái mùi mùi lảng tránh sự thật, không? Né tránh những vấn đề sự thật. Thực ra các văn nghệ sĩ, và từ thi sĩ rồi ca sĩ rồi văn sĩ rồi kịch sĩ, họa sĩ, không, thì anh về gì ạ? Nó là thuộc cái phạm trù, tức là cái hình thái ý tưởng. Nếu bình thường, trong một show bình thường thì cái đó nó cao quý lắm, nó cao thượng, nó cao cấp hơn là những cái ông quan làm chánh án hay làm chủ tịch bí thư nhiều, bởi vì nó phản ánh, nó gom tất cả những cái chuyện mà nó gì ạ? Nó quy nạp thành bản chất mà nó phản ánh lên, nó thuộc thượng tầng kiến trúc, thuộc các hình thái, nó phản ánh. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta thì mấy chục năm qua và như hiện nay thì các cái loại sĩ nó trở thành một cái gì ạ? Nó trở thành cái đồ giao thứ cơm, tức là không phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Người viết sử thì không phản ánh vấn đề của xã hội, người các loại sĩ ấy mà nó chạy theo gì ạ? Chạy theo thuần thuần túy, là chạy theo những cái nhu cầu hết sức sinh vật và uốn éo. Người cầm bút thì uốn bạ cái ngoài bút, uốn cong ngoài bút. Người gọi là sướng ca thì uốn cái lưỡi, là gọi là nó sẽ được cụ thể. Nhưng tóm lại như thế, nó cuốn vào cái vòng là cái gì ạ? Mưu sinh tầm thường của, nhưng thực ra mưu sinh thì không phải là tầm thường. Chỉ có anh mưu sinh với một cái tâm thế của một cái kẻ là uốn ba tấc lưỡi rồi hạ thấp nhân cách của mình, chứ còn mưu sinh thì không hề tầm thường. Mưu sinh là một cái công việc rất cao quý và là công việc thuộc bản chất của xã hội, phải không? Anh quét rác chị công nhân, bác xích lô, hàng ngày bỏ công sức của mình ra, không hề tầm thường, rất là cao. Và nếu các anh chị là các sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ và chiến sĩ thì cái đó không, thì không hề tầm thường. Cái tầm thường ở đây là gì ạ? Anh cuốn vào cái cuộc sống gọi là thượng đội hạ đẳng. Và như cái bà Merkel, bà đã khái quát một cách khái quát trên phạm vi toàn thế giới, tức là anh muốn tồn tại là anh phải trở nên dối trá đó, trở nên dối trá. Và khi đã dối trá thì nó nguy hiểm, các bạn, chào bạn Nguyễn Thảo, nguy hiểm. Và bâng bu nâng bi, né tránh sự thật, đơm đặt, đó bạn, su thời su nịnh. Đấy, nên nó mới nửa mùa. Thế bây giờ tôi chứng minh cái nửa mùa nhé. Có lẽ là để chứng minh thì chứng minh nhiều lắm, từ mấy chục năm qua không có một tác phẩm, không có một cuốn sách, không có một bài bình luận phê bình văn học, không có một vở kịch nào, đúng không? Không có ban nhạc nào đúng nghĩa của nó. Nói chung là như thế. Nhưng mà tôi nói vào cái trường hợp gần đấy nhất là cái xây dựng cái nhà hát Thủ Thiêm thông qua ba cái ca sĩ này, rồi là cái được gọi là những nghệ sĩ lớn đều có giải thưởng, diva như Mỹ Linh, nữ hoàng nhạc pop, đúng không? Rồi một cái nhà gọi là một cái giáo viên và cũng là một cái ca sĩ có một cái giọng nam cao, đó giọng tenor, đúng không? Các bạn biết tenor là giọng gì không? Chắc là nhiều bạn biết, tôi thì không biết, nhưng mà tôi cứ nói cái này. Nếu mà gọi là hỏi về cái trình độ thưởng lãm về nghệ thuật mà nghệ thuật Bác học, phải hỏi anh Phúc, anh Nguyễn Xuân Phúc, đúng không? Anh đã từng dự ở trong cái khán phòng trong cái hội G20 năm ngoái,
đi dự hầu những được người ta cho chiêu đãi một cái một cái bữa tiệc về nghệ thuật, đó là trong nhà hát opera ở Đức đúng không? Những cá nhân tôi không biết đâu, nhưng mà như tôi máng máng biết ông anh Tạ Minh Tâm thuộc cái giọng nam cao mà có lẽ là giọng cái thuật ngữ nhạc gọi là giọng tenor đúng không? Anh bảo là gì ạ? Xây nhà hát thủ thiêm là phải trả cái món nợ cho văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ là cái gì mà đi đòi nợ? Văn nghệ sĩ ở Việt Nam mấy chục năm qua, như tôi khái quát nhé, các bạn có thể chứng minh thoải mái, và ai muốn tranh luận như tôi cũng thoải mái. Người văn nghệ sĩ trong mấy chục năm đóng góp gì cho sự phát triển của đất nước? Có lẽ đây phải theo hướng, tức là anh có cái tội gì cho cái việc để đất nước anh tụt hậu, đúng không? Đất nước chúng ta phát triển lên thôi, hay là không phát triển, hay là tụt hậu? Đất nước chúng ta tụt hậu. Còn các cái anh các chị mà nói vào năm ngoái năm 80 mà Ấn Độ bây giờ có bia uống nhé, thì thế là phát triển, công nhận đấy cũng là phát triển. Nhưng mà suy cho cùng đấy là thứ tư duy của não, não con đó. Anh so với ai, anh phát triển anh phải đặt vào hệ quy chiếu nào, cái thứ bậc, cái tương quan với đất của chúng ta trong với những các cái nước trong khu vực, với thế giới trong nhiều chục năm qua là chúng ta tụt hậu nhé. Chúng ta tụt hậu. Thế mà có cái giá trị tuyệt đối như ngày hôm nay thì chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều, và thậm chí chúng ta đánh đổi cái mất chúng ta nhiều hơn cái được. Đó là những cái chúng ta đang thấy và chúng ta sẽ thấy trong tương lai. Có những cái nhé, mọi người không biết là cố tình biết hay không biết, nó là tôi sẽ nói ở cái tầm vĩ mô, nhưng mà tôi đang nói về cái sĩ nhé. Và còn chị Mỹ Linh, Diva Mỹ Linh là nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân, cái nghệ sĩ mà có xây biệt thự biệt phủ to lắm, chị có mấy studio ở Hà Nội cũng giá tiền tỷ, bằng cái nghề ca hát. Cái nghề ca hát mà chân chính thì nó là nhân dân, và nó là nghệ sĩ cùng huân chương Liên Xô trước là nghệ sĩ. Nhưng mà cái nghề ca hát mà nó không chân chính, nó chỉ biết vun vén cho bản thân mình, thì các bạn biết người ta gọi là cái gì? Là sướng ca vô loại. Tôi không biết là chị Mỹ Linh thì chị ở cái nào và chị phục vụ gì cho nhân dân, chị mang lại cái thẩm mỹ cái đẹp, và chị đóng góp gì cho cái đất nước này, hay là nó ở cái chiều kích ngược lại nhé. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe, tôi cũng thấy nó cái giọng hát là cũng có, và thậm chí là cũng có một chút cái cảm tình, vì là gốc Hải Hậu, bố mẹ làm người ta gốc Hải Hậu. Thế nhưng mà rõ ràng là như năm ngoái chị nói về cái chuyện rau sạch rau ấy, rồi cái chi phí đó đắt đắt rẻ rẻ gì, và cái đó nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Sau này chị cũng có phản biện hoặc ngụy biện, nhưng mà đương nhiên là vừa rồi chị nói một nhà hoành tráng trong cái điều kiện hôm nay đó. Qua cái thế trên Facebook đâu người ta cũng vẽ cái gì đó rất hoành tráng, đó là rất to này, rất cứng, rất gân guốc, rất dài. Chị bảo là chị Mỹ Linh đã thỏa mãn chưa nhé. Ai cũng phải có khát khao, nhưng cái con người chân chính anh phải đặt cái khát khao mình vào trong cái bối cảnh chung của đồng loại, mà cụ thể đây là đồng bào mình, nó đồng loại xa, đồng loại thì cả người ở bên Mỹ, bên Pháp, mình đặt vào trong một cái không cái cụ thể này, tức là đồng bào của mình này, người Việt Nam. Tạ Minh Tâm thì phải nói là món nợ. Món nợ gì ạ? Cái đóng góp gì mà cái nói món nợ? Và còn bao nhiêu món nợ? Có những món nợ nó cấp bách hơn không? Ví dụ như là năm cháu sáu cháu học sinh học sinh còn ngay Hà Nội bây giờ học 3K, chị Mỹ Linh ngay ở chỗ chị đang sống trong tòa biệt phủ biệt thự dạng vàng, mà chị còn có một cái biệt phủ mà xây dựng sai phép mà không phép ở trên Sóc Sơn nhỉ? Có thời kỳ âm ý lên thì có thời thì người ta đòi phải đập bỏ đi, thế nhưng mà bây giờ cũng thấy chìm xuống. Và các chị sống trong một môi trường các chị được ăn sung mặc sướng, và các chị được làm những cái việc mà người dân không thể làm được, như xây nhà trái phép nhỉ? Các chị đòi hoành tráng. Trong khi trường học ở Hà Nội bây giờ có những chỗ lên đến 60 cháu một trường. Hà Nội bây giờ thiếu 1.000 phòng học. Không thấy các chị mở mồm ra. Hà Nội ngày nào cũng trộm cướp giết người, không thấy các chị mở mồm ra. Đời sống của những người lao động như bố mẹ chị là công nhân xây dựng rất khổ, không thấy các chị mở mồm ra. Hà Nội hễ mưa là kẹt xe, không thấy các chị mở mồm ra. Văn nghệ sĩ là người phản ánh, nó thuộc gọi là ý thức xã hội, các chị phải phản ánh những vấn đề của đời sống với số đông, chứ các chị cũng chỉ chú ý biết chú ý mũi vào cái bát cơm của các chị vun vén,
Nhưng mà vun vén cho mình thì rất chính đáng, nhưng vun vén cho mình trên nỗi đau của đồng loại, trên nỗi đau của người lao động, trên nỗi đau của ông bà cha mẹ nhà các chị, đồng bào nhà các chị, rồi trên nỗi đau của những em bé học sinh, thì đó là sự vun vén của con vật chứ của con người. Ai cũng phải vun vén, đúng không? Ai cũng phải mưu sinh. Nếu mưu sinh chính đáng, vun vén chính đáng thì nó vĩ đại lắm. Nhưng mà mưu sinh như các anh các chị nhé, tôi nói xin lỗi với các chị Mỹ Linh nhá, ca sĩ Mỹ Linh, chỉ là con vật không phải là con người. Anh Tạ Minh Tâm ở Sài Gòn, các anh hễ mưa là người dân là sấp mặt xuống nước, phải không? Phải sấp mặt xuống nước. Trẻ em thì vào bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhi đồng 1, nhi đồng 2, đúng không? 5-6 cháu một cái giường, chui xuống cái giường. Nhưng có lẽ cái mà đau đớn, cái mà không gọi là cái ngắc quải khắc khoải của 20 mấy năm qua của thằng bạn dân Thủ Thiêm, hàng chục nghìn gia đình ở Thủ Thiêm, cái chỗ mà xây cái nhà hát bây giờ, ngoại trừ các yếu tố ngoại cảnh mà nó không cân xứng, như là mưa, như là ngập lụt, như lúc nãy tôi vừa nói, bao nhiêu người nói, thì cái đó nó đang thấm máu mà ông Võ Viết Thanh ông mới bỏ lại. Còn khi đi qua Thủ Thiêm nó còn đau đớn hơn, cảm giác nó còn đau đớn hơn là cái vùng mà bị giải phóng B-52 và chất độc hóa học và chiến tranh Việt Nam. Các anh xây là nhà hát làm gì? Các anh chùi cái vết đi, đúng không? Các anh phô trương, đúng không? Chưa kể là cái dự án nhà hát hàng nghìn tỷ. Chỗ nào có dự án là chỗ đó có tham nhũng nhé, 100%. Tôi nói sai cái chặt đầu tôi đi, to ăn to bé ăn bé. Dự án cấp thôn, cấp xã thôi, cấp khu phố thôi đã ăn, cấp phường ăn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thế, đụng vào đâu cũng có. Mặc dù là những cái tên cán bộ rất trơ trẽn, như là người ta đã phanh phui như Nguyễn Hữu Tín, như Tất Thành Cang, và tới đây nhé, anh em nhà anh Hai Nhật, anh Ba Hùng, anh em nhà anh Lê Thành Hải, con cháu nhà anh Hoan, anh Thành Phong, và kể cá nhân tôi cho anh phải cảnh giác. Anh thì tôi biết anh là con người được hiền lành, trung dung và khá là trong sạch. Trong sạch là làm gì, trung dung là làm gì? Khi mà để cho những cái ác, cái xấu nó diễn ra trước mũi anh với tư cách là quan phụ mẫu, người lãnh đạo cao nhất. Đó, tôi nghe cái bài của cái cô Hương ở, cô nói thấm thía lắm, đau đớn lắm, mà thiện thì táo bạo lắm, phải không? Bằng quan lại thời phong kiến này, kiến đi trước, cũng phải so sánh với những quan lại thời phong kiến với Lê Đình Tương Sĩ. Tôi cũng nói vấn đề năm ngoái, tôi đã nói tôi có cái bài thật tận là cái mặt các anh không so, không bằng những cái quan lại thời phong kiến ngày trước đâu, không bằng đâu nhá. Hôm nay tí là tôi nói phần vĩ mô, bây giờ tôi nói cái đám nghệ rồi, đàm Vĩnh Hưng thì phải nói được, phải xây cho nó xứng đồng tiền bạn gạo. Vâng, tôi không moi móc đời tư nhà các anh làm gì đâu, nhưng mà để tôi nói, các anh lẽ là với tư cách là một nghệ sĩ, là một người của công chúng, Facebook của anh rồi các thứ là có hàng triệu người following, đúng không? Đúng không ạ? Các anh đã làm được việc gì tốt, đúng nghĩa chưa? Còn những có những việc tưởng là tốt thì không tốt. Bởi vì sao? Nó phanh phui rồi. Rất nhiều đại gia, rất nhiều doanh nhân đi làm từ thiện, nhưng mà gì ạ? Từ thiện bằng đồng tiền xương máu, từ thiện giả vờ. Các anh hốt bạc, hốt tiền của người dân, hốt đất đai của những người dân, tới đây sẽ làm rõ. Tôi cho là, mà tôi nói nhé, cái việc phải làm trong sạch, phải dọn dẹp xã hội là cái yêu cầu tất yếu của bất cứ xã hội nào. Xã hội phong kiến hay chứ cũng thế, xã hội tư bản thời kỳ máu và nước mắt cũng thế, mà đặc biệt là xã hội tư bản văn minh bây giờ càng thế. Và cái Việt Nam bây giờ thì nó đang ở đâu về bản chất xã hội nào? Anh các chị cứ bảo là chủ nghĩa xã hội, định hướng chủ nghĩa xã hội thì gì, hay là cái gì đó, nhà nước chuyên chính vô sản. Nếu mà nói nhà nước chuyên chính vô sản thì bây giờ phải nói là nhà nước chuyên tư sản, mà tất là cả các quan lại trong hệ thống chính trị. Bây giờ có một hai ông, có ông gì, có ông Trọng thì được coi là trong sạch, tôi cho là chúng ta còn, nhưng mà cái tỷ lệ trong sạch tôi cho là không quá 10%, còn lại là giàu uống sụp, mà giàu có được bất chính, giàu bằng con đường gì ạ? Giống như là chiếc bỏ con bạch tuộc hai vòi ấy, các bạn, nhưng mà cướp thì trắng trợn hơn nhiều, trắng trợn lắm. Có lẽ văn nghệ sĩ anh sống mấy chục năm qua, anh sống trong một cái xã hội thì cơ chế nó vận hành thực tế như thế, cho nên nó mất đi cái chất cái sĩ nha. Và một cái kẻ sĩ là gì? Kẻ sĩ là cái gì? Các bạn theo định nghĩa tôi kẻ sĩ là gì? Và ngoài cái tỷ cái chính chất chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng nó có phẩm chất của kẻ sĩ, đó là cái sự thanh cao, phải không? Kẻ sĩ là phải dính rách, phải giữ lê lè, chứ không phải kẻ sĩ là la liếm, là uốn lưỡi, là uốn ngoài bút. Kẻ sĩ là phải chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳng, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Kẻ sĩ là gì ạ?
thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Chứ không phải cào chữ kẻ sĩ là gì, chỉ biết sấp mặt trong bát cơm, ăn căng diều không biết bên người bên cạnh, không biết đồng loại, không biết đồng bào. Những đồng loại xa, đồng loại là nói đến ngoài biên giới của mình, nhân loại. Đồng bào ấy, đồng bào là người ở trong nước, theo tương truyền chúng ta cùng một bọc sinh ra. Có lẽ đây là một cái gì đó có tính chất giả sử, nhưng mà nó thể hiện một cái tinh thần hết sức nhân văn, hết sức cao cả. Đó là chúng ta cùng một nước phải thương nhau cùng, phải không? Nhiều điều phủ lấy giá hơn người trong một nước phải nhiều. Cô Mỹ Linh, cô Hà Nội cũng sung sướng đấy. Nhưng cô có chắc ẩn trước cái việc mà bây giờ 60 học sinh sống trong một cái trường phải đi học, trong một cái lớp học không? Phải học 3K không? Thiếu hàng nghìn học sinh không? Rồi thỉnh thoảng nó tai nạn. Những cái chuyện như là đồi bại trong cái trường, nó có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân từ cái chỗ thiếu thốn cơ sở vật chất, con người nó bức bách. Không thích cô mở mồm ra. Nó có đòi xây nhà hát này. Và cái chuyện nhà hát mọi người nói rồi. Trình độ người Việt Nam mình nhà hát thường thường lãm âm nhạc đến đâu ạ? Hỏi anh Phúc thì điện. Phúc là tầng lớp tinh hoa, anh có bằng cử nhân cao học, nhưng anh tiếng Phạm rồi là cao cấp và đi ra nước ngoài nhiều, được dạy dỗ nhiều về ngoại giao. Anh xem anh ấy thường lãm nghệ thuật ở nhà hát, ở khán phòng ở Đức đấy, năm ngoái thì biết. Tôi nói ông có đoạn hôm qua họp lại nhiều anh chuyển với tôi, với anh làm ở văn hóa, bây giờ phải có nhà hát mà tụi tập nó xin lỗi chúng mày, đúng phải có nhà, nước nào cũng phải có nhà nhé, đúng không? Nhưng mà cái tiếng hát, cái nhà hát nó phải là cái nơi thư giãn cho số đông người, chứ không phải cái nhà hát nó là cái nơi mà đến để cho mấy cái đứa trẻ trẻ kêu gào nhảy múa trên cái nỗi đau của đồng loại. Cho nên cái việc mà xây nhà hát Thủ Thiêm bây giờ chưa phải lúc đâu. Xây nhà hát Thủ Thiêm bây giờ thì nó giống như là cái gì? Anh nhảy múa trên những xác người, nhưng mà chưa, nó còn tạo ra một cái hệ lụy của mạng xã hội, nó gây chia rẽ xã hội, người dân người ta căm phẫn lắm. Anh Thủ tướng Chính phủ, các anh lãnh đạo bên Đảng, Bắc Trạng, chị Ngân, Quốc hội, các anh thử đi một cái khảo sát là sao? Các anh giống thôi, chả gặp ai giàu. Anh Đỗ Mười, bác Đỗ Mười nhà tôi ngày trước là bác sôi sống, tôi những cái chuyện khác không nói, nhưng bác ấy có những ý điều được. Anh giả trang, bác ấy cải trang, bác ấy đi xuống bến phà, đi vào cửa hàng ăn. Có những câu chuyện là có những cái anh mà cửa hàng trưởng, cửa hàng thương nghiệp quyền sinh quyền sản đã đến bác bắt quả tang, bác kịp định thải hồi ngay nhá. Bắt đến tận những cái bến xe mà những cái anh trưởng bến xe là tuồn vé ra ngoài để bóc cỡ. Cái thứ gì ạ? Anh ngồi xong anh nghe cấp dưới nó báo cáo láo với cái thằng tuyên giáo, với cái thằng 4T nó bảo là chị, báo chị được đưa 10% cái sâu trong cái sâu nó chẳng là có làm. Cho nên đấy là những lý do tôi nói không hết đâu, mà tôi nói lộn xộn, tôi cũng trình độ. Tóm lại nhé, là những cái ý kiến vừa rồi, cho nên là phải vời ra báo chí bọn bưng bô lên nhau vào nào thì cho là cái chỗ đấy là phải là cái nguyện vọng từ lâu rồi, từ năm bán miếng đất ở chỗ bao nhiêu 23 Lê Duẩn, bất luận nguyện vọng thì cũng nguyện vọng từ bao giờ thì bao giờ, nhưng bây giờ nó không thực hiện, à bây giờ nó không, nó như thế à, tính thực tiễn của nó như thế thì cũng dừng lại, chứ đừng có vít vào có kế hoạch thì làm kế hoạch, cái kế hoạch thì bây giờ nó sai, nó không phù hợp thì phải dừng lại nhé, để bỏ đi. Còn nhiều việc cần lắm. À, cơm áo gạo tiền phú quý mới sinh lễ nghĩa được, lòng dân có yên thì mới đi hát hò được chứ. Đó. Đấy nhá, thôi cái chuyện ca sĩ thì có lẽ nói thế thôi.